Survival Zin Hải Phòng sẽ được chính thức bắt đầu. Xin chào đón quý anh chị đến với The Central Gây Giang Hội Phương Vân. Và chúng tôi nhìn nhận cái câu chuyện này để mà chúng tôi xây dựng một giá trị dự án biểu tượng cho người Hải Phòng, chứ không phải mang bất kỳ quốc gia nào đến đây. Tôi, cái nhà phát triển bất động sản Natural Homes, nhìn thấy một cái tiềm năng rất là mới về thương mại dịch vụ ở Hải Phòng nói chung và ở với Thủy Nguyên nói riêng. Trong đó thì cụ thể đây là cái trục kinh tế mới, trục thịnh vượng mới của Hải Phòng đấy.